Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay nơi mà các bạn có thể nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số Như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái đề tài mà các bạn vừa mới nhìn thấy trên màn hình. Thì hôm nay chúng ta có rất nhiều đề tài để mà nói tới cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian. Trước hết, các bạn hãy nhấn cái nút thích hay là cái nút like và hãy chia sẻ video này và hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những tin mới nhất. Thì chúng ta hôm nay hãy bắt đầu nhìn vào tổng quan của thị trường. Thì các bạn cũng đã thấy được là nếu chúng ta nhìn vào trang CoinMarketCap Market thì thị trường ngày hôm nay cũng đã có được một màu xanh. Phần đông các đồng đều cũng đã lên một phần, tuy là nhỏ nhưng mà cũng đã không còn màu đỏ như chúng ta thấy cái đây khoảng vài ngày nữa. Tuy nhiên là cái phần trăm đi lên không đáng kể, chúng ta thấy là trong cái top 10 này, phần đông là đi lên đi xuống khoảng chừng 2% đổ lại, như chúng ta thấy là đồng Bitcoin chỉ có 2.22%, Ethereum và Ripple thì không tới 1%, Bitcoin Cash thì chỉ có 1.15% và Litecoin chỉ có 2.18%. Tuy nhiên cũng có một vài đồng ở trong cái top 20 này lên một số đáng kể như là đồng VGEN Một lát nữa chúng ta sẽ nói về đồng này Kế đây nữa, nếu chúng ta nhìn vào vốn hóa thị trường thì các bạn cũng đã thấy được hiện bây giờ là 261 tỷ Thì so với cái tay khoảng vài ngày thì cũng gần như là giống nhau Chúng ta thấy là ngày 31 tây Lúc đó vốn hóa cũng cỡ là 263 tỷ Cho nên chúng ta, chúng ta thấy là thật sự trong vòng 3-4 ngày vừa qua vốn hóa gần như là đi hàng ngang Tuy nhiên trong cuối tuần chúng ta đã có một cái sự xuống giá đột ngột xuống thấp tới khoảng chừng 243 tỷ nhưng mà đã hồi phục lại rất nhanh chóng. Bây giờ chúng ta hãy nói về đồng VChain. Đồng này hôm nay chúng ta đã thấy được là đã lên 17%. Thì bây giờ đứng hạng thứ 18 trên CoinMarketCap.com. Thì đồng này lý một trong những lý do dẫn tới cái sự lên giá ngày hôm nay là tại vì cái sàn giao dịch uh, bê thâm của Hàn Quốc đã bắt đầu để mà hỗ trợ đồng này trên sàn của họ Nhưng mà chúng ta nhìn vào Reddit thì chúng ta thấy là phần đông mọi người đều nói về đồng ICON tại vì người ta nói là đừng quên cái bài học mà chúng ta đã học được về đồng ICX và đồng ICON khi mà một đồng nào trong thời điểm này lên sàn Hàn Quốc, sàn Bithumb thì giá trị sẽ được tăng lên rất là cao nhưng mà ngay sau đó thì giá trị lại bị sụp xuống Nếu chúng ta nhìn vào đồng ICON trên màn hình thì chính là đồng hạng thứ 21 hiện bây giờ nếu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ở trên coin market cap đồng icon này các bạn sẽ thấy được là trong vòng một tháng vừa qua sau khi mà đồng icon có một cái sự tăng trưởng sau khi được lên sàn của Hàn Quốc thì ngay, ngay lúc đó khoảng trình ngày 23 tới cho tới bây giờ chúng ta thấy lại liên tục đi xuống và gần như đã trả trở lại cái giá trị trước khi mà tăng lên cho nên nhiều người đã nói là đúng là cái đồng VCN thì bây giờ là đang tăng giá nhưng mà đừng quên cái bài học mà chúng ta đã học được từ đồng icon thì bây giờ bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một số biểu đồ thì chúng ta đã nói tới trước hết chúng ta nhìn vào biểu đồ của đồng bitcoin trên sàn coinbase mỗi ngọn nến là một ngày nếu chúng ta bây giờ chúng ta hãy chuyển qua nến giờ sau đó chúng ta hãy chuyển về cái nến ngày thì đây chính là cái nến giờ thì chúng ta cũng đã vẽ một số đường ngày hôm qua như chúng ta thấy trước hết là chúng ta đã thấy được là đã có một cái sự xuống giá đột ngột Uh, qua cuối tuần vừa qua nhưng mà đã hồi phục lại rất là lạ ngay sau đó và chúng ta cũng đã vẽ một cái đường là khoảng 6.000 khoảng 6.745 đô la đó là cái giá thấp nhất của đồng Bitcoin sau khi mà mà hồi phục lại từ lúc mà đi xuống tới ngàn tới khoảng 6.400 đô la chúng ta đã nói ngày hôm qua là chúng ta muốn thấy được là trong thời gian tới đây 24 tiếng đồng hồ tới đây chúng ta muốn thấy được là đồng Bitcoin phải nằm ở phía trên của cái đường này và cuối cùng chúng ta đã thấy được điều đó đó là một điều mà nhiều người cảm thấy là một điều tốt, tại vì nghĩa là đồng bitcoin trong thời gian gần đây không có tiếp tục đi xuống nữa. Tương tự như vậy, nếu chúng ta nhìn vào đồng của Ethereum của biểu đồ này, thì rất là giống đồng bitcoin hiện bây giờ. Chúng ta đang thấy là tuy đồng Ethereum đã phá cái đường 400 đô mà nhiều người nghĩ là rất chắc chắn, nhưng mà đồng Ethereum sau khi mà đi xuống đột ngột, giống như đồng bitcoin đã tăng lên và sau khi tăng lên thì cái giá trị xuống thấp nhất ngay sau đó là khoảng chừng là 375 đô la và chúng ta đã nói là trong thời gian 24 tiếng hồi tới đây chúng ta muốn đồng tiền phải giữ trên cái giá đó và cuối cùng chúng ta thấy được là điều đó đã xảy ra kế đó nữa là đồng Litecoin hiện bây giờ chúng ta thấy được là đồng Litecoin uh, tương tự như đồng Bitcoin và đồng Ethereum cũng đã có một sự đi xuống đột ngột và đi lên ngay lập tức ngay sau đó và đồng Litecoin cũng đã giữ được trên cái đường màu đỏ mà chúng ta nói là trong thời gian ngắn hạn tới đây thì ba điều này cho chúng ta thấy là nhiều người nghĩ là thị trường có một cái sự biến đổi có thể là chúng ta có một số hy vọng và cái hy vọng mà nhiều người có hiện bây giờ trên thị trường là làm sao để cho các đồng như là đồng Bitcoin giá cả có thể đi lên và có thể là đụng vào cái đường mà màu đỏ chúng ta thấy trên màn hình để hướng tắt bớt cái này cái đường màu đỏ chúng ta thấy trên màn hình chính là cái giá trị của đồng bitcoin trung bình trong vòng 200 ngọn nến gần đây nhất. Thì nhiều người muốn đồng bitcoin trở lên để mà thử. Thì nếu như mà đồng bitcoin trở lên mà thử thì tôi nghĩ là khoảng chừng 7.200 đô cho tới 7.400 đô, tùy theo khả năng bitcoin đi hàng ngàn bao nhiêu. Tương tự như vậy, nhiều người đã muốn là đồng ethereum và đồng litecoin cũng trở lên để mà thử cái đường giá trị trung bình trong vòng 2 200 ngọn nến gần đây cái câu hỏi mà nhiều người hỏi là nếu như mà thật sự là những năm này trở lên để mà thử cái đường giá trị trung bình thì cơ hội phá cái đường giá trị trung bình này và trở lên nằm phía trên cái giá trị trung bình này có cao hay là không thì cái vấn đề này là một lát nữa chúng ta sẽ nói tới một số yếu tố khác nhưng mà nếu như chúng ta trở về nến ngày để chờ thường trở ra cái nến ngày mỗi ngọn nến là là một ngày thì chúng ta đã thấy được Điều mà chúng ta đã nói tới rất nhiều à, tuần vừa qua và rất nhiều báo chí đã nói tới Đó chính là khi mà cái đường màu đỏ và cái đường màu vàng này chạm vào nhau Nếu như bạn không nhớ thì cái đường màu đỏ mà chúng ta thấy trên màn hình à, Chính là cái giá trị trung bình của đồng Bitcoin trong vòng 200 ngọn nến gần đây Nghĩa là 200 ngày gần đây nhất Và cái đường màu vàng này là cái giá trị trung bình của đồng Bitcoin trong vòng 50 ngày gần đây nhất thì nhiều người đã nói là nếu như cái đường màu vàng này chạm vào cái đường màu đỏ này và đi xuống dưới cái đường màu đỏ này Thì Bitcoin sẽ tiếp tục đi xuống và đi xuống rất là nhanh Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy được là điều đó đã không xảy ra Cho nên đối với thần đây cũng là một điều tốt hiện bây giờ Bây giờ chúng ta hãy trở về và nói thêm một số đề tài khác Chúng ta đã nói về biểu đồ, chúng ta hãy nói về tin tức ngày hôm nay Thì trước hết ngày hôm qua chúng ta đã biết là ngày cá tháng 4 Nghĩa là ngày 1 tây tháng 4, ngày April Fool's thì chúng ta đã biết là Vitalik Buterin à, cũng đã tham gia vào cái ngày này và đã đưa ra một cái bài viết nói về một cái đồng ổn định mà team sắp sửa đưa ra, con gọi là đồng WTF, đồng World Trade Friends. Thì đồng này là một đồng mà Vitalik đã nói là sẽ giữ giá giống như chúng ta thấy đồng Tether, là mỗi một đồng là sẽ giữ giá ổn định. Nhưng mà chúng ta thấy là đương nhiên đây là Vitalik chỉ giỡn với mọi người tại vì chúng ta thấy là cái giá trị đồng này thì Vitalik bà Thao nói là sẽ tiếp tục tên lên giá nhưng mà đây là một cái đồng mà giữ giá ổn định thì làm sao lên giá được đó là cái thứ nhất thứ nhì này chúng ta đã thấy là Và Thao Lực nói là trong cái đội mà phát triển đồng này có Barack Obama và có một con nai thì đương nhiên chúng ta nhìn vào bài này thì đã biết là vì chỉ nói giỡn như mọi người mà một điều mà chúng ta uh, không có để ý tới và Tha Lực để nói ngày hôm nay là cái bài viết này một phần khoảng chừng 20% bài viết này là và Tha lịch đã copy và copy lại của cái uh, white paper, cái tài liệu chính của đồng Tron, đồng TRX thì tại vì chúng ta biết là đồng Tron thì bây giờ là có rất nhiều người chỉ trích là cái white paper của họ cái tài liệu chính của họ là copy lại của một đồng khác, cái vấn đề này chúng ta cũng đã nói tới trên cái channel này uh, rất nhiều lần trước đây thì đó là một chuyện mà rất đơn giản, ai cũng biết đây là một điều mà Tha lịch chỉ đang nói dở như mọi người nhưng mà một điều khác nữa mà nhiều người không có nghĩ tới ngày hôm qua có một bài viết đưa ra là và để đề xuất tổng số đồng Ethereum tối đa có nghĩa là chúng ta đã nói tới ngày hôm qua là đồng Ethereum bây giờ là không có số tối đa và nhiều người đã nói là nếu như về nếu như mà về không có cho cái số tối đa thì đồng Ethereum khó để mà có giá trị cao được và hôm qua đã có một cái bài viết ở trên CoinDesk trước hết đã nói là về đã nói là ông ta đã bắt đầu đề xuất cái số tối đa là khoảng 120 mươi triệu À, đồng Ethereum, chúng ta đã nói tới ngày hôm qua nhưng mà cái vấn đề ở đây là Thượng cũng biết ngày hôm qua là ngày 8 tháng 4, ngày 1 tháng 4 cho nên tất cả tài liệu Thượng cũng phải xem lại vài lần à, để có thể biết chắc chắn được đây không phải là một trò đùa giỡn thì thường cũng đã coi trước hết là ở bên Twitter của Charles Hoskinson là chúng ta biết là người à, lãnh đạo của đồng Cardano hiện bây giờ thì cũng đã nói về cái vấn đề này cho nên thường cảm thấy là đây cũng là một tài liệu chắc chắn hơn và kế đó nữa là khi mà chúng ta nhìn vào ở trên cái github uh, của ethereum thì cái, cái bài chi tiết đã được đăng trên đây chúng ta thấy là đây không phải là nhìn đúng là không phải là một trò đùa đã viết ra rất là rõ ràng là bao nhiêu đồng tổng cộng và lý do tại sao và phía dưới này chúng ta thấy là rất nhiều người đã bàn luận về uh, cái dự án này của đồng ethereum cái đề xuất này của đồng ethereum thì thường cảm thấy đây là một tin mà chúng ta có thể tin cậy được. Tuy nhiên chúng ta đã nhận được uh, một bài viết ngày hôm nay và lịch đã nói là cái đó ông ta chỉ nói chơi mà thôi. Nhưng mà nhiều người lại nghĩ là không phải như không phải là như vậy. Để thường cho các bạn một số tài liệu. Trước hết là và Talik nói là ông ta chỉ nói chơi nhưng mà tại vì cộng đồng đã liên tục để mà bàn luận về cái chuyện này ở phía dưới cái clip chúng ta thấy là rất nhiều người đã đưa ra rất là nhiều tài liệu và ủng hộ một số ủng hộ một số không có ủng hộ cái đề xuất này và và cũng đã nói là tuy là là ông ta nghĩ là đây chỉ là một cái một trò đùa cá tháng tư nhưng mà tại vì có quá nhiều người ủng hộ cái có quá nhiều người thứ nhất là không có nghĩ đây là một trò đùa tại vì chúng ta thấy là khi mà ông ta viết cái bài này không có chút gì để cho thường cảm thấy là viết để mà nói giỡn cho nên nhiều người đã đọc bài này và coi như đây chính là và Tarek đưa ra đề xuất này nhiều người đã nói là họ oh, sẽ ủng hộ cho nên và Tarek nói là nếu như mà cộng đồng của team ủng hộ cái đề xuất này cái đề xuất trăm uh, EIP 960 này ở trên GitHub thì đây sẽ trở thành một cái đề thức chính thức và mọi người có thể là bầu cử trên đó Tuy nhiên và lịch cũng đã nói một số uh, đề tài khác nữa là trước đây ông ta không có ủng hộ cái việc mà đồng Ethereum có cái số tối đa nhưng mà đã có một số vấn đề xảy ra gần đây trước hết chúng ta phải biết là đồng Ethereum là đồng mà chạy hợp đồng thông minh đầu tiên trên tiền kỹ thuật số hiện bây giờ là đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên có được hợp đồng thông minh cho nên trước đó và Thales đang nghĩ một số vấn đề là đồng Ethereum không giống như là đồng Bitcoin cho nên không thể nào mà có cái số tối đa được Tại vì đồng Bitcoin chúng ta biết là tuy là có 21 triệu đồng Bitcoin tổng cộng Nhưng mà nhiều người đã nói là cái số đồng Bitcoin đó một phần lớn nhiều người ước tính là khoảng 20 tới 25 phần trăm đã không còn để mà chạy trên mạng lưới của Bitcoin nữa nghĩa là không có còn lưu thông nữa lý do tại vì những người đó đã bị mất cái khóa cá nhân Giống như chúng ta biết là vô số người trước đó đã đào đồng Bitcoin tại vì đồng Bitcoin không có, không có giá trị cho nên họ đã bỏ cái máy đào đó và bây giờ họ đã không còn cái khóa cá nhân nữa. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì nữa là nhiều người đã ước tính là Satoshi có khoảng 1 triệu đồng Bitcoin tổng cộng và cái đồng đó từ trước tới giờ chưa hề được di chuyển trên mạng lưới Bitcoin cho nên họ không có tính cái số đó nữa. Nếu như mà đồng Ethereum có cái vấn đề như là đồng Bitcoin mà người ta mất khóa cá nhân chẳng hạn thì càng ngày đồng tim sẽ càng ít đi và làm sao đủ đồng Ethereum để mà chạy những cái hợp đồng thông minh hay là chạy những cái ICO hay là chạy những cái um, ứng dụng phi tập trung đó là điều mà Vitalik nghĩ tới trước đây nhưng mà bây giờ chúng ta đã biết là thời đại đã thay đổi tại vì công ty Bitmain và một số công ty khác đã nói là họ sẽ dốc công để mà làm những cái máy ASIC để mà đào đồng Ethereum sẽ dẫn tới cái nguy cơ là đồng Ethereum sẽ càng ngày càng tập trung hơn cho nên đây là một điều mà thúc đẩy đồng tiền có thể đã đổi từ hệ thống đào qua hệ thống cổ phần hay người ta gọi là POW qua POS. Thì khi mà đã qua hệ thống cổ phần thì thực sự không có cần phải có thêm đồng tiền để mà thưởng như những thời đầu tại vì lúc đó chúng ta không còn đào nữa. Cho nên đây là một điều mà Vitalik có thể suy nghĩ tới đưa ra một con số tối đa. Thì ngoài chứ có đó ra là đồng tiền cũng có một cái số phí như là chúng ta đã thấy là cái số phí liên quan tới là mướn hay là thuê cái không gian dữ liệu của đồng tiền điều này thường sẽ nói tới cho một cái video khác khác tại vì điều này cũng khá phức tạp và một một cái số phí liên quan tới là giao dịch đồng tiền trên mạng lưới thì cái số phí đó và cái phí mà thuê không gian dữ liệu có thể đủ để mà trả cho những cái người mà sử dụng hệ thống hay là đưa đồng tiền của họ vô trong cái hệ thống um, POS này để mà giúp đỡ hỗ trợ mạng lưới của đồng Ethereum để mà thưởng cho họ cho nên Vitalik không nghĩ là cần phải tiếp tục có thêm đồng tiền ra đời nữa cho nên cái điều này ông ta đưa ra là nói giỡn nhưng mà cuối cùng cũng đã trở thành sự thật miễn là cộng đồng của Ethereum có thể hợp lại và bắt đầu bầu cho cái đề xuất EIP 960 đó là điều mà chúng ta cần biết tới liên quan tới đồng Ethereum ngày hôm nay Bây giờ chúng ta hãy nói về một số tài liệu liên quan tới thị trường hiện bây giờ. Để thấy rõ ràng hơn, chúng ta hãy qua bên cái biểu đồ của Bitcoin trên sàn Bitfinex. Đây là biểu đồ nến ngày, một ngọn nến một ngày. Thì trước hết, chúng ta hãy nhìn vào thời gian gần đây, những gì mà Thuận thấy được Thuận có thể chia sẻ với các bạn. Và đây là những cái ý kiến của Thuận, để các bạn có thể hiểu được là Thuận đang suy nghĩ như thế nào về thị trường hiện bây giờ. Thì trước hết là chúng ta đã biết là thông tin là hiện bây giờ có một số người đang rất là gấp rút để mà gom lại rất nhiều đồng Bitcoin tại vì chúng ta thấy là những bài nào mà nói đồng Bitcoin đang sụp đổ thì cái đó là không đúng nếu như một đồng, một đồng nào sụp đổ chúng ta sẽ biết ngay lập tức tại vì khi các bạn bán là sẽ không có ai mua như thường cho các bạn thấy là một biểu đồ của một đồng mà không còn nhiều người quan tâm tới nữa như là đồng Z Classic đi chúng ta thấy là sau khi mà đồng Z Uh, để chúng ta có thể lấy được đồng Bitcoin Private thì chúng ta thấy là đồng Zen Classic đã coi như đã chết có nghĩa là hiện bây giờ là không có bất cứ ai hứng thú để mà tiếp tục phát triển đồng Zclassic Classic nữa tất cả đều đã chuyển qua phần đồng để mà phát triển đồng Bitcoin Private cho nên đồng này chúng ta thấy là đây là một đồng mà đã chết cho nên nếu như mà ai nhìn vào biểu đồ của đồng Bitcoin mà nói là bitcoin đã chết hay gì đó thì thường cảm thấy là không đúng chân thật để chúng ta trở về cái sàn bitfinex tại vì chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần lên trên các sàn giao dịch bán là sẽ có người mua liền thì đương nhiên là đồng bitcoin không có chết mà điều mà chúng ta thấy được thì bây giờ là ngược lại những không những không chết mà còn sống rất là rất là mạnh tại vì có rất nhiều người đang gom lại rất nhiều bitcoin chúng ta thấy được là khi mà bitcoin đi xuống cho tới cái giá gần đây là khoảng chừng là tháng 2 chúng ta thấy là xuống tới khoảng là 5.800 đô la thì đã có rất nhiều người chờ sẵn ở cái mức là 5.900, 5.800 và 6.000 và đã đẩy đồng Bitcoin trở lên và trong thời gian tới đây chúng ta cảm thấy đồng Bitcoin đã đi hàng ngàn trong vòng khoảng chừng vài ngày thì nếu như mà một người nào đó hay là một nhóm nào đó muốn tiếp tục để mà đẩy giá Bitcoin xuống hay là tiếp tục tại vì nếu chúng ta muốn giá tiếp tục đi xuống thì phải có người bán và cần những người mà bán tháo thì họ phải làm sao để cho những người mà giữ Bitcoin trong lúc đó cảm thấy chán nản mà tiếp tục bán thì cái mà họ làm bình thường là tạo những cái bô trap như các bạn thấy trên màn hình thì họ có thể ra trong thời gian đó để cho đẩy Bitcoin lên trong thời gian ngắn khoảng chừng vài ngày và sau đó lại tung cái tin giả hay là tung ra bất cứ à uh, tài liệu nào để làm cho mọi người lại cảm thấy hoang mang và bán thì những người mà vẫn còn giữ đồng Bitcoin trong thời điểm này trong thời điểm khoảng chừng cuối tháng 2 thì họ sẽ thấy chán nản và lại tiếp tục bán và sau khi mà bán tháo xong trong thời gian liên tục khoảng chừng 5-6 ngày thì chúng ta thấy đồng Bitcoin lại đi hàng ngang một lần nữa là khoảng chừng là một tuần và trong thời điểm này nếu như mà họ muốn họ muốn những cái người mà giữ đồng Bitcoin trong thời điểm này để mà chán nản mà tiếp tục bán Bitcoin của họ thì họ phải tạo ra một cái bô trap mới trong thời gian 3 4 ngày để mà đẩy giá Bitcoin lên để những người này cảm thấy là phấn khởi. Nhưng mà sau đó thì lại đẩy giá xuống trong thời gian đó để cho những những người này lại chán nản và bán đi. Và chúng cảm thấy là bây giờ <laughs> lịch sử lại lặp lại một lần nữa trong thời gian 4 ngày vừa qua. Chúng tôi thấy là sau khi cái đợt bán ngày 29 tới tháng 3 từ chúng chúng thấy là cao nhất là khoảng 8.000 đô mà thấp nhất là 6.900 đô thì 4 ngày vừa qua gần như đã đi hàng ngàn thì thuận cứ nghĩ là thì bây giờ nếu như mà thuận là họ thì thuận sẽ làm gì thuận sẽ tạo ra một cái bull trap mới có nghĩa là sẽ đẩy giá bitcoin lên trong vòng thời gian gần đây sau đó thì lại sẽ đưa đưa tin xấu để mà đẩy giá xuống khi đó thì những người mà vẫn còn giữ đồng Bitcoin hiện bây giờ một số sẽ lại chán nản và bán đi và lại đẩy giá xuống nữa và họ sẽ mua lại ở phía dưới này và sau đó thì có thể là Bitcoin đi hàng ngang tại vì những người đã bán đã, đã bán hết thì họ lại tiếp tục như vậy nữa tạo ra một cái bull trap mới và họ cứ sẽ liên tục làm như vậy cho tới khi nào mà không còn hiệu quả nữa tới khi nào mà họ tạo như những cái bull trap mà sau khi mà tạo cái bull trap họ đẩy giá xuống mà cũng không ai bán thì lúc đó họ mới chắc chắn là những người còn lại là những người là không muốn bán nữa tới lúc nào mà không có ai muốn bán nữa thì cái giá trị của đồng Bitcoin và giá trị thị trường này mới ổn định lại và bắt đầu có xu hướng đi lên đó là cái mà thường đang nghĩ hiện bây giờ tuy nhiên đội thường có thể là đoán sai có thể là đây chính là cái cuối cùng nghĩa là sau khi mà họ tạo cái ball trap mà họ đẩy giá xuống không ai bán nữa thì đây là một điều rất là tốt có nghĩa là chúng ta đã có thể bắt đầu từ đây để phát triển cho lên nhưng mà đây có phải là cái ball trap cuối cùng hay không và có còn ai trên thị trường này muốn bán nữa hay không chúng ta phải chờ họ càng kéo dài cái tình trạng này thì cái số người muốn bán Là chán nản ngày lại càng đông cho tới cho tới khi nào mà không còn ai chán nản nữa đó là cái mà chúng ta cần biết một điều nữa là rất nhiều người à, đã nói là hy vọng đồng Bitcoin trong thời gian tới đây để thường bò bớt cái này à, có thể đụng vào cái đường à, để chúng ta trở về cái nến một tiếng đồng hồ các bạn thấy rõ ràng hơn đụng cái đường à, giá trị trung bình trong vòng 200 ngàn nến gần đây nhưng mà cái vấn đề mà tôi nghĩ là giả sử như đó là sự thật đi Bitcoin có thể đi lên và đụng cái đường đó giả sử như là 7.400 đô đi thì đó đương nhiên là một chuyện tốt tại vì giá đó cao hơn cái giá trị hiện bây giờ nhưng mà có phá được cái đường đó hay không thì chúng ta rất là khó biết nhất là chúng ta phải nghĩ tới một số thị trường khác chúng ta không thể nào mà chỉ suy nghĩ riêng rẽ về thị trường tiền kỹ thuật số như các bạn nhìn vào thị trường chứng khoán của Mỹ thì chúng ta thấy là trong dòng thời gian gần đây đã đi xuống rất là nhiều chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ của S&P 500 nghĩa là 500 công ty có tầm hưởng lớn nhất hiện bây giờ các bạn đã thấy được là từ lúc mà đi lên cao khoảng chừng là ngày 26 tháng 1 sau đó đã liên tục đi xuống bây giờ đã đi xuống khá nhiều sự khác biệt ở đây là nếu các bạn nhìn vào cái thị trường chứng khoán các bạn thấy là đi xuống từ khoảng chừng là 2.867 điểm cho tới 2.581 điểm phần trăm không có là bao nhiêu nếu như các bạn so sánh với thị trường tiền kỹ thuật số thì đương nhiên là phần trăm không có là bao nhiêu tại vì các bạn cũng đã thấy là tiền, tiền kỹ thuật số mà đi xuống khoảng chừng là 70% trong như chúng ta thấy là trong thời gian hiện tại thì cũng một điều mà hoàn toàn có thể nhưng mà nếu như các bạn nhìn vào thị trường tiền kỹ thuật số so sánh với lại thị trường chứng khoán thì cái sự khác biệt rất là lớn cho các bạn một dẫn chứng là lúc mà thị trường chứng khoán thủng khoảng hồi, hồi năm 2000 đó lúc mà dotcom bong bóng dotcom thì lúc đó thường vẫn còn đi học cho nên thường không có hiểu nhiều nhưng mà lúc mà thị trường chứng khoán mà bị khủng hoảng tại bất động sản hồi năm 2008 năm 2009 bất động sản và thị trường tín dụng bong bóng tín dụng bị bể đó thì lúc đó anh thượng đã đang làm việc cho công ty chứng khoán ở Santa Barbara ở Cali này thì thượng nhớ rất là rõ cái sự ảnh hưởng lúc đó cái ảnh hưởng mà chúng ta thấy thị trường này là thị trường rất là lớn thị trường chứng khoán và nó liên quan tới những công ty thật chứ không phải liên quan tới những cái blockchain chúng ta thấy là đây là những công ty mà nếu như mà chứng khoán đi xuống thì sẽ ảnh hưởng tới tài chính của họ sẽ dẫn tới những việc như là họ sa thải nhân viên sẽ dẫn tới những việc là họ không thể nào kiếm có đối tác mới và không thể nào mà tiếp tục để mà phát triển công ty của họ và nếu như mà người ta không có công an việc làm thì cái tư tưởng người ta sẽ rất là khác người ta sẽ không thể nào mà nghĩ tới là đầu tư vô thị trường tiền kỹ thuật số hay là đầu tư với cái thị trường nào lúc đó là phần đông chỉ là kéo tiền mặt về để mà thủ cho nên đó là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới giả sử như thị trường chứng khoán đi xuống thì thị trường tiền kỹ thuật số có cơ hội để đi lên hay là không thì thuận nghĩ là trong thời gian dài trong thời gian vài năm thường nghĩ là cái sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán và thị trường tiền kỹ thuật số sẽ ngược lại với nhau nghĩa là nếu thị trường chứng khoán đi xuống thì thị trường tiền kỹ thuật số sẽ đi lên như là chúng ta thấy là chứng khoán và vàng nhưng mà trong thời điểm bây giờ cái sự kết nối vẫn còn rất nhiều tại vì thị trường này quá nhỏ và phần đông là bị ảnh hưởng tới những thị trường lớn hơn như là vàng hay là thị trường chứng khoán cho nên thường cảm thấy nếu như mà thị trường chứng khoán đi xuống trong thời gian gần đây mà đi xuống nhiều thì những người mà có thể vừa đầu tư chứng khoán vừa đầu tư tiền kỹ thuật số họ có thể là rút vốn cả hai và thị trường này thường nghĩ là cơ hội đi lên cũng rất khó nếu như mà chứng khoán cứ tiếp tục đi xuống trong thời gian ngắn tuy nhiên đây chỉ là những cái giả thuyết có được hiện bây giờ cái đó là chúng ta chưa hề thấy lần nào chúng ta đã biết là hiện bây giờ chúng ta đang nằm ở trong thường coi như đây là chúng ta đang nằm ở trong cái thời thời kỳ mà lịch sử chúng ta đang hiện ra hiện bây giờ tại vì từ trước tới giờ từ lúc mà đồng Bitcoin ra đời là đồng kỹ thuật số đầu tiên ra đời thì từ năm 2010 cho tới bây giờ thị trường chứng khoán chưa hề đi xuống thật trong thời gian dài cho nên chúng ta không thể nào biết được là cái sức ảnh hưởng giữa thị trường chứng khoán và thị trường tiền kỹ thuật số cho tới khi mà nó xảy ra thì nếu như thật sự chiều đó xảy ra trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ chứng minh được là cái sự liên hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường tiền kỹ thuật số. Đó là điều mà chúng ta cần biết tới hiện bây giờ. Tuy nhiên nếu như thường đón sai thì đó là một điều rất là tốt, tại vì thường cũng muốn thị trường này đi lên và thường hy vọng là thường để đón sai. Cái đó nữa là chúng ta hãy nói về cái tin tức cuối cùng là liên quan tới bitpay. Thì nếu như các bạn không rành thì chúng ta đã nói với công ty bitpay rất là nhiều là một cái công ty mà đứng giữa những cái thương hiệu chấp nhận thanh toán bitcoin để mà giúp đỡ họ thanh toán bằng Bitcoin một cách nhanh hơn lẹ hơn thì nhiều người đã nói là tại sao chúng ta không thể nào giống như, như các bạn mở quán cà phê tại sao các bạn không thể nào mà đưa địa chỉ ví thì ai ai muốn cà phê thì cứ việc để mà thanh toán qua địa chỉ ví đó tại sao phải thông qua những công ty như Bitpay thì có rất nhiều lý do trước hết là đây là một hệ thống thanh toán toàn cầu mỗi một nơi đều có thuế khác nhau ở Việt Nam có thuế khác ở Hàn Quốc có thuế khác ở Mỹ sẽ có thuế khác khi các bạn giao dịch mở một tiệm ăn hay gì đó mà thanh toán bằng Bitcoin thì các bạn phải có một cái cách tính thuế chính xác cho nên chúng ta phải sử dụng những công ty như là công ty BitPay để mà họ có thể tính thuế khi mà các bạn tính bằng Bitcoin tại vì các bạn vẫn phải thay thuế cuối năm các bạn phải có giao dịch có tốc độ cao hơn có nghĩa là nếu như mỗi một lần mà các bạn hỏi là bao nhiêu giả sử như là 0,5 Bitcoin các bạn phải lấy cái ví ra bấm 0,5 Bitcoin và gửi thì rất là chậm nhưng mà cái hệ thống này họ có thể là đưa ra những cái những cái QR code như các bạn thấy trên màn hình thì bạn chỉ cần scan để mà gửi tiền thì nó sẽ lẻ hơn. kế nữa là nó thì đưa ra những cái biên lai cho khách hàng. chúng ta đã biết là mua hàng hóa phải có biên lai. và cuối cùng là quan trọng nhất là họ phải kết hợp với các hệ thống kế toán. hiện bây giờ công ty nào cũng có hệ thống kế toán, họ dùng cái đó để mà thay thuế, để mà làm giấy tờ, đưa cho hội đồng quản trị chẳng hạn. thì nếu như các bạn sử dụng bitcoin qua cái ví cá nhân thì làm sao có được cái kết nối đó giữa công ty các bạn và hệ thống kiểm toán cho nên công ty BitPay này rất là quan trọng đó là lý do tại sao mà chúng ta muốn chúng ta muốn tiền kỹ được số để mà chấp nhận rộng rãi thì chúng ta phải có nhiều những công ty như là BitPay hay là công ty BitPay này phải liên tục phát triển để chúng ta có thể được nhiều người sử dụng Bitcoin cho vấn đề giao dịch thì cái tin ngày hôm nay chúng ta đã thấy là công ty Bitcoin um, để thường chưa các bạn coi tin ngày hôm nay là công ty BitPay này đã có thể kêu gọi được thêm 40 triệu vốn trước đây năm 2014 họ có đã kêu gọi được một số vốn và cái bài viết này là năm 2017 họ cũng đã kêu gọi được thêm 30 triệu thì công ty này liên tục kêu gọi thêm cái số vốn này và điều này là một điều rất là tốt tại vì điều này thì chúng ta thấy là công ty này càng phát triển mạnh thì cái sự mà chấp nhận đồng Bitcoin là cái bước đầu tiên và sau này có thể chấp nhận thêm những đồng khác như là Bitcoin Cash hay là Ethereum chẳng hạn sau này nhưng mà nếu chúng ta muốn cái ngành này phát triển trong việc mà giao dịch thì chúng ta phải có được những công ty như BitPay đây là những điều mà quan trọng mà chúng ta cần biết cho nên đây là một việc mà thường cảm thấy là rất là tốt hiện bây giờ và đây là một tin tốt những điều mà chúng ta nói thì thường không muốn các bạn quá lo lắng tại vì chúng ta đã thấy được thị trường này là phần đông là sống vì tin tức phân tích kỹ thuật cũng chỉ là như vậy phân tích kỹ thuật chỉ là một tài liệu ở trong vô số tài liệu mà các bạn cần phải xem xét trong thị trường này cho nên nếu chúng ta có tin tức tốt như là ngày mai chúng ta nhận được tin là công ty Amazon chấp nhận Bitcoin hay chấp nhận Litecoin thì thị trường này sẽ lên rất là lẹ hay là chúng ta nhận được tin là chính phủ Mỹ sẽ chấp nhận ICO hay là bất cứ tin tốt nào thì tất cả những gì mà chúng ta lo ngại đều sẽ tan biến và thị trường này sẽ đi lên thì đó là những điều mà các bạn cần biết hiện bây giờ hẹn gặp lại các bạn ngày mai Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Nếu các bạn muốn gia nhập những sàn giao dịch thì cái link sẽ nằm ở phía dưới Nếu các bạn thích cái view này thì hãy nhấn cái nút thích hay là cái nút like để những bạn khác có thể kiếm được cái video này dễ dàng hơn Và hãy gia nhập vào chương trình YouTube Thuận có hai chương trình YouTube Và các bạn cũng có thể gia nhập vào Facebook, Telegram, Twitter hay là Steam Tất cả những cái link đều sẽ nằm ở phía dưới của những cái video mà các bạn đã thấy trên màn hình Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn sau